Chúng mình nè, mời tất cả mọi người cùng hát chung với tập tiếp theo bài hát được mang tên Nhói Lòng. Một trái tim lớn ra. Đẹp quá bạn Dương ơi. Bạn Dương ơi. Bạn Dương ơi. Yêu tôi không? Cảm ơn nhiều. Chúng mình nè. Phải làm sao em hiểu? Anh không nói ra chỉ vì anh không muốn em phải đau. Nhưng làm sao em hiểu, cảm giác ấy không còn nữa rồi. Anh chỉ không muốn em yêu một người mà trái tim này đã đổi khác. Vì chính em khi xưa buông tay, chẳng cần biết anh sống như thế nào. Bao ngày qua thiếu khăn em vẫn sống, đây em cứ thế đi. Bao bao lần thương tha em thế thôi, nỗi lòng anh nhói lòng. Chỉ tại anh u mê yêu say đắm, nên anh không trách em. Đến bây giờ trái tim đầy hoa đá, buộc lòng anh phải ở. Facebook tính sự lượng nha. Đón mọi người về sẽ thấy nha. Mọi người ơi, hát to hơn nữa nha. Ok, thì anh lát thua cô lại đẹp quá. Trên lầu đó à. Chuẩn bị nè. Phải làm sao em hiểu đó là anh. Anh ra chỉ vì anh không muốn em phải đau. Nhưng làm sao em hiểu, cảm giác ấy không còn nữa rồi. Anh chỉ không muốn em yêu một người mà trái tim này đã đổi khác. Vì chính em khi xưa buông tay, chẳng cần biết anh giống như thế nào. Bao ngày qua thiếu anh em vẫn sống, thì nay em cứ thế. Dành cho tôi giọt lệ này cũng giống tôi khi xưa, có thiếu bao yêu thương trong nỗi đau vô vọng. Vậy mà người chẳng biết thương cho tôi, theo tình yêu ai kia.